cái ánh sáng của nó rót vào một điểm và xung quanh của nó vẫn tỏa ra một lượng ánh sáng rất là lớn. Nếu mà có không gian rộng hơn thì có thể nhìn được xa hơn rất nhiều, có thể lên đến 3 cây. Soi bầu trời nó giống trông giống như là một cái thanh gươm ánh sáng ạ. Chào mừng các bạn và các vị đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên kinh doanh những mặt hàng quang học cũng như những thiết bị điện tử, đèn pin đến từ những hãng nổi tiếng trên thế giới. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm thuộc cái bộ sưu tập siêu to khổng lồ, thì đây chính là cái đèn độ đầu bóng hít xenon nhé. Cái bóng hít xenon này thì thường thì được lắp đặt ở trên những cái chiếc xe hơi hạng sang nhé. Cái khoảng cách của nó chiếu siêu xa. Theo thông số của nhà sản xuất thì có thể lên đến 3.000 mét, tức là đến 3 cây số đó. Thì cái đèn này có rất là nhiều các mục đích khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể săn đêm này, soi đêm này, tuần tra canh gác, cứu hộ, cứu nạn, hàng hải, rất rất nhiều những cái mục đích khác nhau mà chúng ta có thể dùng cái đèn đội đầu này nhá. Cái này mà đi soi ếch với soi cá thì đúng là tuyệt cú mèo, sáng nhất vùng luôn. Nhà anh là nhà sáng nhất vùng luôn. Đây, đây là cái sản phẩm đèn đội đầu xenon hít. Chúng ta có thể nhìn đằng sau em nó thì nó đã xinh đẹp như này rồi, thì quay về đằng trước thì xem khuôn mặt của em như thế nào. Đây, wow. Đây chính là cái bóng xenon nhá. Cái bóng này là chuyên dụng cho lắp ở trên những cái chiếc ô tô. Ô tô thì bây giờ nó cũng hay sử dụng bóng LED rồi, nhưng mà bóng xenon này thì cũng được rất nhiều người sử dụng và cũng được sử dụng rất là thời gian cũng rất là dài nhá. Thì việc kết hợp giữa bóng xenon này rồi là cái chóa này là chóa siêu rộng này. Chóa này rộng đến 18 cm nhá. Cái đường kính này 18 cm này. Và cái trong này thì được tráng gương bạc nên là có cái độ soi xa của nó cực kỳ lớn, lên đến 3.000 m, 3 cây số. Thì đây là một trong những cái đèn mà soi xa nhất Việt Nam hiện nay. Thực ra thì trong đêm tối thì cũng không cần soi gì xa nhiều lắm, nhưng mà có cái đèn soi sáng siêu sáng mà để soi xa như này thì cũng ngoài chứ, cũng oách chứ. Soi vào tội phạm hay là soi vào cái gì đi chăng nữa thì mọi người cũng phải kêu lên kinh ngạc, quá sáng luôn, sáng như mặt trời. Bên mình bây giờ có ba loại công suất khác nhau nhá. Nó chính là 55W, 75W và 100W. Đây là đèn 55W này và đây là đèn 100W, còn có một loại nữa cũng là đèn 75W. Nó cũng hình dạng nó cũng y xì như này, chỉ khác là cái công suất của nó khác thôi. Công suất lớn hơn thì dĩ nhiên nó sẽ xa hơn và nó sẽ sáng hơn. Tuy nhiên là cái độ sáng và độ xa của nó cũng cũng gần gần tương tự nhau thôi. Sơ qua về cái sản phẩm đây. Cái mũ này có cái màu là màu xanh của quân đội nhá. Đó, rất thích hợp cho việc đi rừng, màu xanh của quân đội. Rất chắc chắn luôn. Nó giống như là cái mũ bảo hiểm đấy, cực kỳ chắc chắn luôn. Ở trên này thì nó có được cái những cái này có thể dán được những cái miếng dán, ví dụ như là cờ Việt Nam hay là cờ Mỹ, chúng ta có thể dán được lên đấy nhá. Đây, đây là cái cục để tăng áp này, chúng ta có thể nhìn thấy này. 2300 mồn, quá là cao luôn. Đây chúng ta sẽ nhìn sát vào đây. Đây, American. Cái này là bóng của Mỹ nên có tuổi thọ cực cao nên đến 100.000 giờ nhá. Chuyên sử dụng cho đi săn hoặc là đi ấy này. Có cái điện áp đầu vào là 12 đến 24V. Chúng ta có thể sử dụng cái bình ắc quy. Nhưng mà cái bên mình bán là không bao gồm ắc quy nhá. Thì có giá là khoảng trên 1 triệu. Thì mọi người có thể sử dụng những cái bình ắc quy có sẵn, ví dụ như là ắc quy xe máy hay là ắc quy ô tô 12V đến 24V đều được. Đó, trên này thì còn có một số cái để chúng ta có thể gắn được những cái đèn phụ ở đây. Đấy, ví dụ như chúng ta có thể mua một cái đèn nào đó mà chúng ta chế, chúng ta gắn vào đây cũng được. Bỏ cái này ra, đấy. Và sẽ gắn như thế này nhá. Và cái này có thể cụp lên cụp xuống này. Theo cái ốc vặn này, chúng ta có thể cụp lên cụp xuống được rất là nhiều góc luôn. Đến 90 độ đấy. Đấy. Cục lên cục xuống. Và trong này chúng ta sẽ xếp vào trong này. Trong này chúng ta có thể nhìn thấy này. Wow. Cực kỳ êm luôn, êm hơn cả một cái mũ bảo hiểm. Này, mút xốp rất là dày luôn. Mút xốp dày nhá. Và chỗ này là những cái quai đeo. Chúng ta có thể điều chỉnh được cái quai đeo dài ngắn tùy theo đầu của từng người. Đây là cái hình dạng mà mình đã đeo vào cái đầu, nó sẽ như thế này nhá. Đây. Và cái hai cái dây này thì sẽ được kẹp vào với cái bình ắc quy, đây là hai cái dây bình ắc quy. Còn khi về thì chúng ta sẽ gắn cái dây này lên. Đầu tiên chúng ta tháo ra như này, đây, chúng ta tháo ra như này và khi về chúng ta có thể gắn ra, gắn đây, tháo ra và gắn vào cũng rất là dễ dàng. À, cái này là có cái rãnh sẵn rồi nhá, lắp sẽ đúng chiều thôi. Và trên này là có nút bật nhá, nút bật tắt là đây này. Thì chúng ta muốn bật hay tắt thì chúng ta sẽ nhấn như này. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử cắm vào một cái nguồn 12V và thử cho quý vị xem. Và ở cuối clip thì mình sẽ ra ngoài trời và soi cái đèn đội đầu ắc quy xenon hít này ở bên ngoài trời. Mọi người nhớ xem hết clip nhá. Đây, cái này nó giống như một cái bình ắc quy 12V.
mình bây giờ mình sẽ thử kẹp vào đây. Quý vị nhớ là kẹp cái màu đỏ này là màu dương này, thì chúng ta sẽ kẹp vào dương, và cái màu đen này sẽ kẹp vào đầu âm nhá. Đấy, chúng ta thấy đèn sáng rồi. Đèn này thì nó có đặc điểm là nó sẽ sáng từ từ. Đây chúng ta có thể nhìn thấy này. Ôi mẹ ơi, sáng siêu sáng luôn. Đấy, thế này mà trong đêm tối thì nó còn sẽ còn sáng hơn rất là nhiều nhá. Này, chúng ta có thể bật tắt được cái nốt này. Wow, quá là sáng luôn. Đây, ta có thể nhìn này. Đó. Mặc dù chóa nó khá là rộng như thế này, nhưng mà nó vẫn rất là xa, 3.000 mét, và nó vẫn rất là sáng luôn nhá, ánh sáng trắng luôn. À, thế này thì thoải mái đi trên biển có mà vài cây số vẫn soi được. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn ra bên ngoài trời và xem cái đèn đội đầu xenon hit 75W này xem nó sáng như thế nào nhé. Thì ở chỗ quanh chỗ mình thì không có chỗ nào mà nó tối mà có không gian rộng cả, xa cả, nhưng mà cũng được mấy chục mét cho anh em test. Này, bật lên cực kỳ sáng luôn, đèn xenon hit nhé. Cái ánh sáng của nó rót vào một điểm và xung quanh của nó vẫn tỏa ra một lượng ánh sáng rất là lớn. Nếu mà có không gian rộng hơn thì có thể nhìn được xa hơn rất nhiều, có thể lên đến 3 cây. Thì dĩ nhiên là 3 cây số thì nó sẽ không sáng như này, nhưng mà nó sẽ vẫn có lờ mờ. Mà mắt chúng ta thì trong đêm tối thì làm sao mà có thể nhìn được 3.000 mét à? Khó lắm. Đó, soi bầu trời nó trông giống như là một cái thanh gươm ánh sáng ạ. Sáng đến mức độ như thế à? Cái này mọi người có thể dùng đi săn đêm, bảo vệ, trông ao cá, hàng hải nữa. Nói chung là những cái mà cần cái khoảng cách xa thì chúng ta có thể dùng cái này nhé. Và để mua tất cả những cái sản phẩm đèn pin đội đầu cũng như những sản phẩm khác của điện tử Thái Thắng thì mọi người có thể lên trang điện tử Thái Thắng.com hoặc là gọi vào hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi về đến tận nơi cho mọi người. Mọi người có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh thì mỗi lần điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.